thì vô phòng tắm rồi chúng ta vào tầm cái cũ mặc đồ gì đến người đó, nhưng mà tắm ngoài trời thì không có, tùy ngoài phải ra ngoài trời tắm mưa chứ cũng có hô mà tắm không có nước mà tắm, tại vì tắm đồ là cái sự mà nó nặng nỗi khô hạn gì đó. Và cái thời gian mùng 1 tháng 6 cho đến 5 tháng 6 là cái thời gian bắt đầu có chu kỳ mưa đây ra. Cái thời gian mà Như Tăng Đức Phật cho phép là không thể nhận sớm hơn, cũng được nhận muộn hơn và lý do. Và cái tầm mưa là cái tầm bài tương đối nó xấu, chỉ cần một tỷ người tắm thôi. Nếu mà có sớm quá thì khi mùa mưa tới, tôi xuống được nhiều lần nó sẽ hứng. Cho nên phải trong hồi tháng 6 có thể ngày 8 tháng 6 có thể đạt nhận. À, bây giờ chúng ta duy trì cái tập tục đó, nhưng mà kết với cái ý nghĩa đó là cái chuẩn bị của thí chủ đối với vấn đề chẳng hạn của chúng ta ăn như đại thù. Cho nên khi tắm mưa là mang ý nghĩa như vậy đó, nhưng mà cả cái thứ sự kèm theo đó để cũng như tăng trưởng tăng ni ăn cư là cái việc rất quan trọng. Thì đặc biệt năm nay tại Thiền Lâm thì đủ vắng mặt, cho nên Phật tử hiểu diện đại đại những năm giúp đấy, những giúp cho thí chủ vắng mặt mai ra chân đi thì thầy chủ học về. Thế bây giờ thì chúng ta đã bật chân đi thì Phật tử đã bật chân đi tạm mưa rồi. Mời quý Phật tử để tam bảo ba lại. Con thành kính dâng đi tắm mưa và tử sự nhu yếu này lên tăng ni an cư tại chùa Thiền Lâm năm nay. Ngưỡng mong đại đức tăng bi mẫn thọ nào cho chúng con hạ thí chủ Phật tử xa gần. Khi tắm mưa tại chùa Thiền Lâm, toàn thể thiện nam tín nữ Phật tử chúng con thành tâm sắm sửa hoa quả hương đăng cúng dường ba ngôi tam bảo và chuẩn bị cơm bánh vật thực tử sự tình đài cúng dường đại đức tăng. Ngưỡng mong đại đức tăng bi mẫn chứng minh và khai minh chủ nguyện quả phước thanh tịnh này đến tất cả hương linh quyến thuộc các bậc thầy tổ các bậc hữu ân đã quả vãng cũng như hiện tiền của tất cả chúng con, mong rằng nhờ oai đức tam bảo gia hộ các bậc tăng nhân và quyến thuộc của chúng con dù đang ở cảnh giới nào cũng được an vui cả thầy. Toàn thể Phật tử chúng con thành tâm bái bạch. Toàn thể Phật tử chúng con thành tâm bái bạch lần thứ nhì.